Hôm qua thì mình đốt pháo bông 12 giờ đêm. Thì con chó Lu nó hoảng hốt chạy từ nhà chỗ cái đèn xanh xanh chớp chớp cây thông Noel đó, chạy từ nhà thẳng về hướng làng chài. 5 giờ sáng rồi và nó không về. Nó là một con chó nhút nhát, chuyên bắt gà con để ăn thịt. Năm giờ sáng người ta dậy đi làm, mình dậy đi kiếm con chó. 2, 4, 5, 6 bình thường thì con chó Lu đó nó cũng sẽ trốn ở một cái hốc nào đó đợi không có người thì nó mới xuất hiện, nhưng vì tiếng pháo làm nó hốt hoảng và nó bỏ chạy. Không thấy ngày về nên những con chó từ nuôi ở thế hệ mới này đều được huấn luyện kỹ năng sống ngoài tự nhiên, thì nó đi nó cũng biết đường về. Có kỹ năng lẩn trốn con người nhưng mà không sợ con gì cả. Nó cũng không thèm đi tìm bà ngoại của nó nữa, nó chỉ đi chơi bên tiêu đi chơi ok, giờ đi đâu thì dắt nó theo. Phân tích tình hình cho thấy khi nó chạy thẳng xuống đây nó đã đi qua khu rừng bên dưới này. Bạn nghĩ là nó có thể về được không? Đầu năm mà nó đã đi chơi phiêu lưu như vậy. Đốt pháo là một tập tục xua đuổi tà ma, nên khi đốt pháo phải mở cửa ra cho ma quỷ. Tà ma chứ, sợ hoảng hốt và bỏ chạy ra ngoài. Con Lu á, xưa giờ nó sống trong cảnh giới của ma quỷ, nên khi nghe pháo nó sợ nó chạy như vậy. Thích ăn thịt gà con, thích giết chóc, thích xác xanh. Nó chạy đi mà nó không thấy ngày quanh về luôn. Để coi hôm nay coi nó có về hay không. Đã một ngày trôi qua, hơn 24 tiếng rồi. Đốt pháo bông quý vị cẩn thận nha. Nhà có chó hay gì đó thì cột nó lại. Còn muốn thử thách cho nó có phải là chó tà ma hay không thì cứ để nó nghe tiếng pháo rồi nó làm sao. Nó sẽ chạy mất tiêu luôn á. Giờ này nó chưa tỉnh để quay lại nữa.